Xin chào tất cả các em. Hôm nay cô trò chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu tiết 51, 52 tiếng Việt, tri thức tiếng Việt và thực hành tiếng Việt, phần mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ và viết ngắn. Trước khi đi vào bài học, chúng ta sẽ cùng nhau chơi một trò chơi đó là khoa ba cánh. Ở đây cô sẽ có ba từ đơn là danh từ, động từ, tính ợ, tính từ, tương ứng với ba nhụy hoa ở trên bảng. Có 12 từ tương ứng với 9 cánh hoa, trong đó sẽ có 3 từ sai. Và các bạn sẽ ghép các cánh hoa với nhụy hoa sao cho từ mới sẽ có nghĩa. Chúng ta có tất cả là 12 từ. 1 là những, 2 lớp 6, 3 sách, 4 nam, 5 bước thấp bước cao, 6 vun vút, 7 hồng, 8 mất hút, 9 vời vợi, 10 đất, 11 chóp vót, 12 xào xạc. Ba nhị hoa đó là học sinh, chạy, cao. Bây giờ chúng ta sẽ ghép các từ để sao cho có nghĩa. Ở đây chúng ta sẽ được các từ. Đối với nhị hoa thứ nhất, chúng ta được các từ học sinh nam, học sinh lớp 6, những học sinh. Nhị hoa số 2, chúng ta được các từ chạy bước thấp bước cao, chạy mất hút, chạy vun vút. Và ở nhị hoa số 3, chúng ta được các từ rất cao, cao chót vót, cao vời vợi. Như vậy, những sản phẩm mà các em mới tạo ra được gọi là cụm từ. Vậy thì cụm từ có đặc điểm gì? Sử dụng cụm từ để mở rộng các câu như thế nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu tiết thực hành tiếng Việt mở rộng thành phần câu bằng cụm từ. Ta cùng nhau đi vào phần 1 La Mã tìm hiểu tri thức tiếng Việt. Nhỏ, cụm từ, A nhỏ là ví dụ. Các bạn hãy chỉ ra các thành phần chính của câu sau và nhận xét về chủ ngữ, vị ngữ ở hai câu. Câu thứ nhất, chim sẻ đang hót. Đối với câu này chúng ta thấy chim sẻ là chủ ngữ, đang hót là vị ngữ. Những chú chim sẻ đang hót líu lo, thì trong đó những chú chim sẻ là chủ ngữ, đang hót líu lo là vị ngữ. Vậy thì các con thấy những chú chim sẻ có phải là một câu văn hoàn chỉnh không? À, không phải. Đó là một cụm từ. Vậy, như vậy, chủ ngữ, vị ngữ trong câu có thể là từ, chẳng hạn như chim sẻ, hót, hoặc cụm từ, những chú chim sẻ, hót, líu lo. Như vậy, chúng ta được kết luận. Thứ nhất, thành phần chính trong câu tiếng Việt là chủ ngữ và vị ngữ. Thứ hai, chủ ngữ và vị ngữ có thể là một từ hoặc một cụm từ. Và thứ ba, cụm từ do hai từ trở lên kết hợp với nhau nhưng chưa tạo thành câu trọn vẹn về nghĩa. Chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu ở phần 2 nhỏ, các loại cụm từ A nhỏ là ví dụ. Theo em, trong số cụm từ mà các em tạo ra ở ba bông hoa trước đó, thì bông nào là cụm danh từ, bông nào là cụm động từ và bông nào là cụm tính từ? Chúng ta thấy ở G, nhị hoa số nhất đó là cụm danh từ, nhị hoa số 2 đó là cụm động từ và nhị hoa số 3 đó là cụm tính từ. Như vậy, cụm từ đóng vai trò là chủ ngữ và vị ngữ trong câu thường có các loại sau. Cụm danh từ có danh từ là thành phần chính. Ví dụ, những học sinh lớp 6 thì chúng ta thấy học sinh ở đây là danh từ trung tâm. Cụm động từ có động từ là thành phần chính. Ví dụ như chạy mất hút thì chạy ở đây là động từ trung tâm. Và cụm tính từ có tính từ là thành phần chính, ví dụ như cao chót vót thì cao ở đây là tính từ trung tâm. Ba nhỏ, cách mở rộng thành phần của câu bằng cụm từ. Chúng ta sẽ hoàn thiện phiếu học tập sau. Ở đây chúng ta sẽ có hai ví dụ, đó là nước trong, em bé đang tập nói. Thứ nhất là chúng ta sẽ xác định chủ ngữ, vị ngữ ở trong hai ví dụ này. Khi nói đến từ gạch chân, người ta hay miêu tả bằng từ ngữ hình ảnh nào?
Viết câu văn, các bạn sẽ viết câu văn mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ và chỉ ra sự khác biệt trong câu ở cột 1 và cột 3. Trước tiên là chúng ta sẽ đi xác định chủ ngữ, vị ngữ. Nước trong thì trong đó nước là chủ ngữ, trong là vị ngữ. Em bé đang nói, em bé là chủ ngữ, đang nói là vị ngữ. Như vậy chúng ta thấy này, khi mà nói đến từ gạch chân, đó là từ trong, thì người ta hay miêu tả bằng từ ngữ hình ảnh. Chúng ta sẽ hình dung ra được, có thể là nước trong vắt, hoặc trong veo, trong suốt, trong ngần. Các bạn sẽ viết câu văn mở rộng thành phần chính của câu. Cô lấy ví dụ, chẳng hạn như nước giếng mùa hè trong veo. Vậy thì sự khác biệt trong câu ở cột 1 và cột 3 như thế nào? Chúng ta thấy cột 1 là chỉ chung chung, còn cột số 3 là cụ thể, chi tiết hơn. Em bé đang nói, vậy thì nói ở đây có thể là đi bộ, bập điện hoặc là ea. Chúng ta sẽ viết câu văn mở rộng thành phần chính của câu, chẳng hạn như hai em bé nhà tớ đang bập bẹ nói. Vậy thì sự khác nhau ở câu ở cột số 1 và cột số 3 đó là gì? Cột 1 chung chung, còn cột 3 cụ thể và chi tiết hơn. Như vậy, chúng ta đưa ra được một kết luận. Thứ nhất, có thể mở rộng thành phần câu bằng cách là biến chủ ngữ hoặc vị ngữ của câu từ một từ thành một cụm từ. Trong đó có thể là cụm danh từ, hoặc cụm động từ, hoặc là cụm tính từ. Thứ hai là có thể biến chủ ngữ, vị ngữ của câu từ cụm từ có thông tin đơn giản thành cụm từ có thông tin cụ thể, chi tiết hơn. Thứ ba, có thể mở rộng cả chủ ngữ hoặc vị ngữ, hoặc là chúng ta có thể mở rộng cả chủ ngữ lẫn vị ngữ của câu. Và thứ tư, đó là tác dụng. Việc mở rộng thành phần của câu có tác dụng đó là làm cho câu văn trở nên chi tiết và rõ ràng hơn. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi sang phần 2 La Mã là luyện tập. Các bạn theo dõi vào phần bài tập ở trong sách giáo khoa trang số 96, 97 và 98. Bài tập 1, các bạn theo dõi vào sách giáo khoa trang số 96. So sánh hai câu dưới đây và rút ra tác dụng của việc dùng cụm danh từ làm thành phần chủ ngữ của câu. Vuốt cứ cứng dần và nhọn hoắt. B. Những cái vuốt ở chân, ở veo cứ cứng dần và nhọn hoắt. Chúng ta thấy ở câu A, chủ ngữ là vuốt không thể hiện rõ được ở vị trí nào mà chỉ nêu chung chung. Ở câu B, những cái vuốt ở chân, ở veo cho ta thấy vị trí rõ ràng hơn. Như vậy, việc dùng cụm danh từ là chủ ngữ của câu giúp chúng ta nắm bắt được thông tin chi tiết rõ ràng hơn. Bài tập 2. So sánh những cách diễn đạt dưới đây và cho biết tác dụng của việc dùng cụm động từ, cụm tính từ làm thành phần vị ngữ trong câu. A. Biết chị Cốc đi rồi, tôi bỏ lên. Biết chị Cốc đi rồi, tôi mới mon men bò lên. B. Trông thấy tôi, dế chất khóc. Trông thấy tôi, dế chất khóc thảm thiết. C. Trời nóng. Trời nóng hầm hập. Ở câu A, cụm động từ đó là mon men bò lên. Chúng ta thấy, đối với cụm động từ ở đây thì nó bổ sung thêm những thành phần miêu tả thực hiện hành động, giúp chúng ta hình dung rõ ràng hơn về thái độ của dế mèn, đó là rón rén, sợ sệt, từ từ bỏ lên sau khi biết chị Cốc đã bỏ đi. Câu B, cụm động từ khóc thảm thiết diễn tả thêm cách thức thực hiện hành động và thể hiện rõ mức độ khóc lóc vô cùng thương tâm, đau xót. Câu C, cụm tính từ nóng hầm hập. Ở đây sẽ bổ sung thêm thông tin về cái nóng,
làm cho thông tin miêu tả trở nên chi tiết hơn và qua đó giúp cho chúng ta hình dung được mức độ nóng đạt tới đỉnh điểm, vô cùng oi bức, khó chịu. Đối với bài tập số 2, chúng ta có thể đưa ra kết luận như sau. Việc dùng cụm động từ, cụm tính từ làm thành phần vị ngữ của câu là để bổ sung thông tin chi tiết cụ thể cho việc miêu tả hành động, tính chất của chủ thể được nói đến ở trong câu. Như vậy, cô đã hướng dẫn các bạn làm bài tập số 1 và số 2. Các bài tập còn lại 3, 4, 5, 6, sách giáo khoa trang 97, 98, cô yêu cầu các bạn tự làm vào trong vở bài tập. Chúng ta cùng chuyển sang phần 3 la mã là vận dụng. Yêu cầu các bạn sẽ làm cho cô bài tập sau. Văn bản bài học đường đời đầu tiên kết thúc với hình ảnh. Tôi đứng lặng giờ lâu suy nghĩ về bài học đường đời đầu tiên. Hãy đóng vai dế mèn và viết về bài học đó bằng một đoạn văn từ 150 đến 200 chữ. Trong đó có sử dụng ít nhất là hai câu mở rộng thành phần chính bằng cụm từ. Chúng ta có thể mở rộng bằng thành phần chính bằng chủ ngữ hoặc là vị ngữ đều được. Hoặc chúng ta có thể mở rộng cả chủ ngữ lẫn vị ngữ cũng được. Dẫn về nhà, cô yêu cầu các bạn làm bài tập 3, 4, 5, 6, sách giáo khoa trang 97, 98 vào vở bài tập và hoàn thành bài tập vận dụng vào trong vở bài tập. Cô chúc tất cả các bạn học tập thật tốt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi buổi học ngày hôm nay. Tạm biệt các bạn.